Tình duyên của ba thần đồng một thời, Xuân Nghi yêu kỹ sư ở Mỹ, Xuân Mai cưới chồng, nay có ba con. Sau nhiều năm, những hiện tượng âm nhạc từng được xem là thần đồng một thời như Xuân Mai, Xuân Nghi, bé Châu, Nguyễn Huy giờ đây đều đã trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Và clip ngày hôm nay hãy cùng Hero Thanh đi tìm hiểu về tình duyên hiện tại của ba thần đồng này nhé. Nếu thấy video hay, nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi. Bé Xuân Nghi công khai bạn trai là kỹ sư ở Mỹ sau 2 năm hẹn hò. Tháng 8 năm 2024 vừa qua, Xuân Nghi gây bất ngờ khi từ Mỹ về Việt Nam để tham gia game show Chị Đẹp Đạp Gió 2024, chính thức trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng. Mới đây, Xuân Nghi gây chú ý khi công khai bạn trai tên Minh Nguyễn đăng tải bài viết ăn mừng kỷ niệm 2 năm hẹn hò. Người đẹp viết: "Happy second anniversary to me and my man, Minh Nguyễn." Tạm dịch là chúc mừng kỷ niệm 2 năm của tôi và người đàn ông của tôi, Minh Nguyễn. Chia sẻ với truyền thông, Xuân Nghi cho biết bạn trai của cô là kỹ sư đang sống và làm việc ở Mỹ. Cả hai bằng tuổi nhau, là bạn thuở nhỏ, tình cờ gặp lại trong một lần cùng về Việt Nam cách đây 2 năm. Xuân Nghi nhận xét Minh Nguyễn tuy không làm việc trong lĩnh vực âm nhạc nhưng thấu hiểu, luôn ủng hộ bạn gái theo đuổi nghệ thuật. Được biết trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, sau phim Gia Đình Phép Thuật trải qua mối tình kéo dài 8 năm, nữ ca sĩ cho biết bản thân đã yêu bồng bột dại khờ trong quá khứ. Cô tâm sự, cuộc tình cũ kéo dài 8 năm cho tôi nhiều trải nghiệm và bài học quý. Tôi biết cách cân bằng cảm xúc, yêu bản thân và giữ gìn mối quan hệ hiện tại. Xuân Nghi, sinh năm 1994, từng là ca sĩ nhí nổi tiếng của làng nhạc Việt những năm 2000. Cô là con gái út của nhạc sĩ Duy Thoán và ca sĩ Minh Ngọc, được gia đình bồi dưỡng nghệ thuật từ sớm. Năm 16 tuổi, Xuân Nghi theo gia đình sang Mỹ, sau đó học ngành Music Industry and Marketing tại Đại học Nam California. Định cư tại Mỹ, Xuân Nghi không từ bỏ con đường âm nhạc, cô vẫn phát hành các ca khúc mới, tái xuất ở Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Giọng ca 9X cho biết, cô không đặt nặng áp lực nhưng cô sẽ tham gia show với một quyết tâm cao. Tôi cảm thấy lửa nghề trong mình cháy trở lại. Bé Xuân Mai kín tiếng từ ngày làm mẹ ba con. Là đối thủ cùng thời với Xuân Nghi, Xuân Mai sinh năm 1995, từng là sao nhí làm mưa làm gió vào cuối những năm 1990. Cô sở hữu ngoại hình đáng yêu, được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc thiếu nhi như Cháu Lên Ba, Con Cò Bé Bé. Khi đang nổi như cồn ở Việt Nam, Xuân Mai theo bố mẹ sang Mỹ, khi đó cô mới 7 tuổi. Từ khi sang trời Tây, thông tin về nữ ca sĩ vô cùng hiếm hoi. Năm 2015, Xuân Mai kết hôn với Việt Kiều Mỹ. Cô lần lượt sinh ba con đầu lòng năm nay 8 tuổi, con trai thứ 6 tuổi và con gái út 5 tuổi. Trải qua 3 lần sinh nở, Xuân Mai có ngoại hình đầy đặn, thân hình mũm mĩm vì tăng cân. Gương mặt cô không còn nhiều đường nét giống ngày bé. Nhiều khán giả cho biết khó nhận ra bé Xuân Mai đình đám một thời. Nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ không còn cập nhật hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Hiện tại, Xuân Mai đang làm công việc tại ngân hàng bang Ohio, cuộc sống khá vất vả. Nữ ca sĩ tự hào khi các con cô thích xem những MV ca nhạc ngày trước của mẹ. Trong một chia sẻ hồi tháng 8 năm 2024, giọng ca Con Cò Bé Bé cho biết cô nhớ nghề, nhớ sân khấu và hứa hẹn sẽ trở lại nếu có cơ hội phù hợp. Xuân Mai chia sẻ, đến khi nào tôi thấy gia đình ở Mỹ ổn định, tôi mới về Việt Nam tiếp tục con đường nghệ thuật nếu có duyên và có thể. Bé Châu Nguyễn Huy tình duyên lận đận, bị bạn gái bỏ, bị hiểu lầm là màu tím. Ca sĩ Nguyễn Huy, nghệ danh Bé Châu, sinh năm 1997, từng được xem là thần đồng âm nhạc trong những năm đầu thập niên 2000. Từ năm lên 3 tuổi, nam ca sĩ đã biểu diễn thuần thục những ca khúc trẻ, sôi động thời bấy giờ của người lớn như Trái Tim Không Ngủ Yên, Con Tim Mù Lòa, Trả Nợ Tình Xa. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng, Nguyễn Huy được tạo điều kiện không chỉ ca hát mà còn diễn hài cùng Hoài Linh, Việt Hương, Thúy Nga, cố nghệ sĩ Trí Tài. Ngoài biểu diễn trong nước, Nguyễn Huy còn lưu diễn ở nước ngoài với mức cát-xê không thua kém gì các ca sĩ nổi tiếng và trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Nguyễn Huy được cho là từng góp phần mua nhà lầu, thuê nhiều người giúp việc cho bố mẹ. Ở tuổi 27, Nguyễn Huy thuộc đội nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario cùng với Phan Yến Nhi, Nguyễn Công Thành vừa đạt giải Thách Thức Giới Hạn 2024. Đây là giải quán quân thứ 2 của anh sau chương trình Dạ Khúc Tình Yêu năm 2017. Nam ca sĩ sẽ chính thức theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp với sự đồng hành của Tuấn Mario.
Nguyễn Huy trình diễn tại Thách thức giới hạn 2024. Trong buổi gặp gỡ báo chí, Nguyễn Huy kể lại kỷ niệm đáng nhớ trước đêm chung kết phải đi học hát nhạc rock xuyên đêm đến mức bị tổn thương thanh quản. Trong cuộc thi, anh bị đứt dây chằng ở chân sau khi tập nhảy nhưng vẫn cố gắng hoàn thành các phần trình diễn. Nam ca sĩ không áp lực về danh xưng thần đồng âm nhạc và quen với những ý kiến trái chiều. Anh thừa nhận đã gắn liền với cái tên Bé Châu quá lâu dù đây không phải là tên thật của mình. Sau biến cố tài chính của gia đình dẫn đến phá sản vào năm 2018 cùng với sự ra đi của bà và chị cả, Nguyễn Huy bị trầm cảm. Anh cùng chị ba giải quyết số nợ vài trăm triệu đồng từ hơn 2 năm trước. Song nam ca sĩ vẫn thường xuyên nhốt mình trong phòng khi ở nhà. Anh gặp khó khăn trong giao tiếp, thừa nhận không biết cách mở lời nhờ vả người khác. Thời điểm xảy ra biến cố, tôi từng nghĩ sẽ không theo nghề nữa, nhưng sau cùng lại nhận ra mình không làm được gì khác. Nhiều lúc, ở trong túi tôi không có nổi 10.000 đồng để ăn hủ tiếu, nên phải ra ngoài bươn chải nhiều hơn. Tôi nhận hát ở mọi sự kiện, dù cát xê chỉ có 500.000 đồng, thậm chí hát miễn phí để mở rộng mối quan hệ. Khi trả hết nợ thì cũng là lúc tôi chẳng còn gì, anh tâm sự. Hiện tại, Nguyễn Huy tích cực hơn và tập trung vào tương lai, không muốn nhìn lại hào quang trong quá khứ, thậm chí là sợ nghe thấy giọng hát của mình khi xưa. Nam ca sĩ không giận bố mẹ, coi đây là trải nghiệm quý giá, giúp bản thân trưởng thành, hiểu thêm về cách giao tiếp ứng xử. Anh cho biết đã tự lập về tài chính từ 10 năm trước và muốn bố mẹ được nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Ở giai đoạn sau biến cố, Nguyễn Huy mất phương hướng trong nghệ thuật, chủ yếu làm ở quán bar và livestream trên một ứng dụng để kiếm thêm tiền donate ủng hộ từ khán giả. Anh cho rằng bản thân không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ là không có hào quang như xưa. Song nam ca sĩ vẫn nuôi dưỡng đam mê bằng cách tiếp tục sáng tác và ra mắt một bài hát vào năm ngoái với phần nhạc do Tuấn Mario thực hiện. Vào thời điểm Nguyễn Huy loay hoay định hướng sự nghiệp, Tuấn Mario là người ngỏ lời cho nam ca sĩ theo học sản xuất âm nhạc, từ đó đồng hành cùng anh. Hiện tại, Nguyễn Huy sống cùng với gia đình nhưng sẽ chuyển ra ở riêng gần Tuấn Mario để tiện làm việc. Kỳ vọng lớn nhất của anh là được làm nghề một cách chân chính và chuyên nghiệp. Vì đời sống cá nhân, Nguyễn Huy tự nhận ế bằng thực lực vì có tính cách thẳng thắn trong giao tiếp với người khác giới. Anh từng được tài trợ phẫu thuật thẩm mỹ nhưng từ chối và hiện cũng không muốn có sự can thiệp về ngoại hình. Giọng ca sinh năm 1997 hài hước cho biết tôi chỉ muốn kéo chân để cao hơn.